phản kháng phải không? Đây không phải là điều cô muốn sao? Phó Vân Thành, điều tôi mong cầu là vợ chồng ân ái, không phải một ác ma như anh. Vợ chồng ân ái? Con gái của kẻ giết người như cô cũng xứng à? Cuộc hôn nhân này là tôi bất chấp để có được. Tôi cho rằng tôi và anh ta yêu thương nhau, không biết là từ đầu tới cuối tôi cũng chỉ là công cụ sử dụng để báo thù cô ra. Phó Vân Thành, đứng lại. Sao thế? Còn muốn bị tôi làm nhục thêm lần nữa à? Nên kết thúc rồi. Cuộc chơi này, khi nào đến lượt cô nói kết thúc thế? Tôi muốn kết thúc. Cho dù là thuốc độc, tôi cũng không muốn chịu đựng sự hành hạ của anh nữa. Vậy giờ cô đi chết luôn đi. Còn dám nhắc tới ly hôn, tôi không ngại đổi cách chơi khác. Tôi rất mong chờ. Bố mẹ cô nhìn thấy bộ dạng cô bị tôi hành hạ. Phó Vân Thành, anh còn có thể vô sỉ hơn không? Cô biết đấy, tôi có thể. Cố Thanh Hoang, cô nhớ lấy, chỉ cần tôi không kêu dừng thì cô phải tiếp tục chơi cùng tôi. Đây là nghiệp Cố gia các người tạo. Phó Vân Thành, anh rốt cuộc còn hành hạ tôi đến bao giờ? Thanh Hoan, mẹ, mẹ sao mẹ lại khóc rồi? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Bố con, bệnh tim của ông ấy tái phát rồi. Phó Vân Thành, cậu ta chiếm đoạt Cố gia. Cô lập bố con. Giờ mẹ không còn cách nào nữa. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Để con nghĩ cách, nhất định sẽ gom được tiền. Thanh Hà, nói cho tôi biết sếp của anh hiện giờ đang ở đâu. Phó Vân Thành, anh mở cửa ra. Phó Vân Thành, tôi cầu xin anh hãy cứu bố tôi. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Anh mở cửa ra đi. Phó Vân Thành, sao cô lại ở đây? Cô và Phó Vân Thành không phải nghi ngờ. Chính là như cô nghĩ đó, anh ấy là anh rể cô. Cô sao có thể? Thế thì đã sao? Tôi và Vân Thành đều là tự nguyện. Tiểu tam nhà cô, tôi giết chết cô. Ai cho phép cô đến đây? Tôi không đến đây, làm sao biết được anh giấu người thứ ba? Tôi làm gì? Còn đến lượt cô tra hỏi à? Tôi là vợ của anh, tôi không có tư cách tra hỏi anh. Tiểu tam như cô ta thì có sao? Bệnh tim của bố cô đột ngột tái phát là chuyện một sớm một chiều. Cô còn có tâm tư ở đây nổi cơn ghen với một cô gái khác? Bố tôi biến thành thế này còn không phải là do bố anh cô hại sao? Phó gia chúng tôi tăng cửa nát nhà, cướp đi toàn bộ gia sản phó gia chúng tôi. Ông ta có bộ dạng ngày hôm nay là báo ứng mà ông ta phải chịu. Nể tình quan hệ vợ chồng của chúng ta, tôi cầu xin anh cứu lấy bố tôi. Đây chính là thái độ mà cô cầu xin người khác à? Cầu xin người khác thì nên quỳ xuống mà cầu xin. Phó Vân Thành, anh nhất định phải hạ nhục tôi như vậy sao? Tôi có thai rồi, con của anh. Buông tôi ra. Cô dám vụng trộm sau lưng tôi? Anh đang nói linh tinh gì thế? Tôi không có, đã mang thai con của người khác rồi còn nói là không làm. Chuyện có lỗi với anh Vân Thành. Cô nói láo. 3 năm trước tôi sớm đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi, cô làm sao có thể mang thai được? Vậy đứa trẻ này là của ai? Của anh đó. Ngoài anh ra còn có ai nữa? Cô tới chết vẫn còn cứng miệng. Đứa trẻ này chính là của anh đó. Anh Vân Thành sớm đã thắt ống dẫn tinh rồi, anh ấy sao có thể có con được? Cô rốt cuộc là muốn bảo tên đàn ông đó của cô tới khi nào? Á, cô Nhã Như, đây là chuyện giữa tôi và Vân Thành, cũng không tới lượt cô can thiệp. Anh Vân Thành, em chỉ là không muốn nhìn thấy anh bị cắm sừng. Nhưng chị gái, chị ấy thẹn, chị ấy đánh em. Thông báo với bác sĩ phá bỏ đứa trẻ này đi. Phó Vân Thành, tôi thực sự không có vụng trộm. Anh không thể điều tra cũng không điều tra mà đã phán tôi tử hình được. Tôi muốn yêu cầu xét nghiệm. Na, buông tay. Không, anh không thể vu oan cho tôi như vậy. Buông tay. Phó Vân Thành, đứa trẻ này chính là của anh đó, phải hay không cũng có gì khác biệt đâu. Cái gì? Trên người con của tôi không thể chảy dòng máu của cô được. Anh Vân Thành, chúng ta đừng phí lời với cô ta nữa, mau lên lầu thôi.
Phó Vân Thành, tôi muốn tố cáo anh. Trước khi đến đây, tôi đã liên hệ với đài truyền hình lớn nhất Lương Thành. Nếu rồi. Như anh mặc kệ bệnh của bố tôi không quản, tôi sẽ không ngại đem tất cả những chuyện một anh năm làm với Cố Gia Phê bày ra ánh sáng, bao gồm cả chuyện anh bị cắm sừng uy hiếp tôi hả? Cô dừng sao? Ai cho phép anh động vào cô ấy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi muốn gặp Phó Vân Thành. Đừng tự phí sức nữa. Ngoan ngoãn phá đứa con trong bụng cô. Nếu không, làm Vân Thành tức giận, cô biết hậu quả rồi đấy. Con của tôi không phải nhiệt chủng. Một tiểu tam như cô không có quyền phá bỏ con tôi. Tôi phải gặp Phó Vân Thành. Kẻ không được yêu mới là tiểu tam. Vân Thành anh ấy sẽ không gặp cô đâu. Đứa trẻ trong bụng cô chính là anh ấy bảo tôi giúp cô phá bỏ đó. Ra tay đi. Vâng. Thả tôi ra. Phó Vân Thành, anh không thể phá bỏ con của chúng ta. Chị gái à, cô đừng trách tôi. Tất cả chuyện này đều do Nhan Thiên Kiều ép tôi làm như vậy đó. Con ơi, con chịu khổ rồi. Mẹ, con hối hận rồi. Lúc đầu con không nên khăng khăng gả cho Phó Vân Thành. Đứa con ngốc này, con nói những lời này cũng đã muộn rồi. Việc cấp bách bây giờ là gom phí phẫu thuật cho bố con làm phẫu thuật. Mẹ, bố con nhiều nhất còn trụ được bao lâu? Bác sĩ đã ra tối hậu thư rồi. Nếu như còn không làm phẫu thuật nữa, e rằng khó qua được tối nay. Mẹ, mẹ đừng khóc. Để con nghĩ cách. Con lại đi cầu xin Phó Vân Thành. Đứa trẻ đó phá bỏ rồi. Ngoại tình. Ra đi tay trắng. Không được, tôi không thể ra đi tay trắng. Phó Vân Thành, đứa trẻ thực sự là con anh tôi đó. Không có ngoại tình. Tôi biết anh rất hận bố mẹ tôi. Anh làm gì với tôi cũng được. Nhưng tôi cầu xin anh, tha cho bố mẹ tôi một con đường sống. Đường sống? 20 năm trước bố mẹ cô. Tại sao không tha cho bố mẹ tôi một con đường sống? Tôi hiểu rồi. Bất luận tôi làm gì, cả kể chứng minh đứa trẻ này là của anh, anh cũng sẽ không dừng việc báo thù Cố Gia. Đúng chứ? Đứa trẻ không được. Cô có thể. Ý gì vậy? Cởi áo ra, bò từ đây ra ngoài. Phải là cô làm. Tôi sẽ cho bố mẹ cô một con đường sống. Lời anh nói là thật chứ? Có thật hay không? Cô cứ thử đi rồi biết. Được. Phó Vân Thành, nếu như hạ nhục tôi, có thể khiến anh ra tay cứu bố tôi, tôi chấp nhận sự nhục nhã này. Phó Vân Thành, nhớ lấy lời anh nói. Vì tên tội phạm giết người đó, cô sẵn sàng bỏ ra ngoài à? Anh nói xem người đó, ông ấy là bố tôi. Ông ấy phạm sai lầm, tôi bù đắp. Cũng là lẽ đương nhiên, đủ rồi. Mặc áo lên cút ra ngoài. Tôi xin anh cho tôi mượn 20 vạn đi. Chỉ cần anh cho tôi mượn số tiền đó, đừng nói là ly hôn, anh bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Cô sẵn sàng bỏ ra ngoài. Sao cô không bán thân đi? Không kịp nữa rồi. Bố tôi phải lập tức làm phẫu thuật. Nếu không,
ông ấy sẽ không qua nổi hôm nay, ông trời có mắt. Ông ta nên chết từ sớm rồi. Tối nay cô ký vào nó. Người đã phản bội tôi, không có tư cách ra điều kiện. Phó Vân Thành, là anh ép tôi. Thứ tôi cầm là đồ của Cố gia chúng tôi. Cố gia các người sớm đã phá sản rồi. Hiện giờ tất cả đồ của Cố gia đều là của tôi. Chuyện tình năm đó, Thanh Hoan không biết rằng, nếu như tôi không nên một mực sống trong hận thù. Phó Vân Thành, nếu tối nay bố tôi không làm phẫu thuật, sẽ chết đó. Tôi cầu xin anh, để tôi mang theo nó, đi trả phí phẫu thuật. Coi như là tôi mượn anh, sau này tôi sẽ trả lại anh. Trả? Giờ cô không còn một xu gì. Cô lấy gì trả? Lấy mạng của tôi. Tôi không cần mạng của cô. Tôi muốn cô phải sống thật tốt. Đời này đều cho Cố gia các người, đền tội. Người đâu? Cố Thanh Hoan trộm đồ của Phó gia, đem cô ta nhốt xuống tầng hầm. Vâng. Thả ta ra, Phó Vân Thành. Anh thả tôi ra, cuộc phẫu thuật của bố tôi không thể trì hoãn được nữa. Phó Vân Thành, đừng sủa nữa. Chó sủa cái gì vậy? Phó Vân Thành, anh ấy mới không thèm quan tâm tới sống chết của cô. Chết sớm chút ấy còn mong không được. Cô Nhã Như, bố tôi cũng là bác ruột của cô. Tôi cầu xin cô, cứu ông ấy đi. Bỏ ra, bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra. Đừng động vào chiếc nhẫn anh Vân Thành vừa mới tặng cho tôi. Phó Vân Thành lại, đem tín vật định tình của tôi tặng lại cho cô. Đúng vậy, anh Vân Thành nói rồi. Chỉ có tôi mới xứng với sự chân thành của anh ấy. Còn con tiện nữ như cô, chỉ xứng sống như một con chó. Phó Vân Thành, những gì tốt đẹp anh từng đối với tôi đều là vì để báo thù mà diễn ra sao? Anh thực sự chưa từng yêu tôi. Cô Nhã Như, tôi cầu xin cô, thả tôi ra ngoài. Thả tôi đi cứu bố tôi được không? Cứu bố cô. Được thôi. Quỳ xuống cầu xin tôi, học tiếng chó sủa, khiến cho tôi vui. Mình đã không còn tình yêu, mình không thể lại không còn tình thân nữa. Bố còn đang chờ mình tới cứu ông ấy. Được, tôi đồng ý với cô. Hy vọng cô không nuốt lời. Gì mà đại tiểu thư Cố gia, gì mà phu nhân tổng tài, không có Phó Vân Thành, cô đến chó cũng chẳng bằng. Á, bố, ông ấy sao rồi ạ? Bố con, ông ấy, ông ấy đã mất rồi. Bố, con xin lỗi, con đến muộn rồi. Đúng là một cặp mẹ hiền con hiếu. Cố Thanh Hoan, ai cho cô tự chạy ra đây hả? Người của Cố gia chỉ nên ở trong bùn đất. Là tôi và bố của Thanh Hoan có lỗi với cậu. Tôi cầu xin cậu, cậu tha cho Thanh Hoan đi. Dù sao con bé cũng là vợ cậu mà. Bố, bà Cố, cô ta làm chuyện có lỗi, tất nhiên phải gánh chịu hậu quả. Làm sao có thể là tôi không bỏ qua cho cô ta được? Vân Thành, bố của Thanh Hoan cũng đã chết rồi. Tôi cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ. Thanh Hoan đối với chuyện năm đó, con bé không biết gì hết. Tôi quỳ xuống cho cậu. Mẹ, tôi quỳ xuống cho cậu. Mẹ, tuyệt vọng làm sao, bỏ tôi ra. Cố Thanh Hoan, lúc đầu Cố gia các người hại Phó gia chúng tôi tan cửa nát nhà, muốn tôi tha thứ cho cô. Được thôi, các người khiến bố mẹ tôi sống lại, nếu không mãi mãi dãy dụa trong địa ngục đi. Hoan Nhi,
đưa phu nhân đi. Không không, các người muốn làm gì? Đừng mà, đừng mà, Hoan Nhi, Hoan Nhi. Mẹ, thả tôi ra, thả tôi ra, tôi phải đi tìm mẹ tôi. Muốn gặp mẹ cô à? Được thôi, phục vụ tôi tốt. Có phải là tôi thỏa mãn anh rồi? Anh sẽ để tôi đi tìm mẹ tôi không? Xem biểu hiện của cô. Người phục vụ phải có ý thức của người phục vụ. Quỳ xuống. Sống ngoan như vậy không phải là tốt rồi sao? Mẹ, con gái yêu quý nhất của mẹ, Bảo Trọng, vĩnh biệt con, mẹ phải đi tìm bố mẹ rồi. Mẹ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé. Mẹ, mẹ nhất định phải đợi con đã không còn bố nữa rồi, không thể mất đi mẹ nữa. Mẹ, mẹ, con cầu xin mẹ tỉnh lại đi, mẹ, 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 mẹ đừng dọa con, mẹ. Thanh Hoan, tránh ra, đừng qua đây. Phó Vân Thành, tất cả là tại anh. Tôi giờ chẳng còn gì nữa rồi. Đó là bố mẹ cô tự chuốc lấy, trách ai được. Giờ cô cùng tôi đến bệnh viện, phải. Đều là lỗi của tôi. Tôi không nên quen anh, càng không nên yêu anh. Là do tôi cố chấp, hại chết bố mẹ tôi. Tôi hiện giờ không còn gì nữa rồi. Anh mãn nguyện chưa? Cô cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Nghiệp mà cố ra các người tạo ra, cả đời này cũng không trả hết đâu. Phải, ba mạng người, làm sao có thể khiến anh hết hận được chứ? Anh là muốn cố ra tôi chết hết đúng không? Hôm nay tôi để cho anh toại nguyện. Cô muốn làm gì? Nếu như sớm biết yêu anh sẽ khiến cả nhà tôi chết, tôi nguyện chưa từng yêu anh. Thanh Hoan, mẹ, đừng rời xa con. Chị gái à, mạng chị cũng lớn thật đấy, bị thương. Mẹ, đừng rời xa con. Chị gái à, mạng chị cũng lớn thật đấy, bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết. Cô là đến đây để cười nhạo tôi sao? Cút, chị gái à, em đi rồi. Chị cũng không gặp được mẹ chị nữa. Mẹ tôi còn sống ư? Không sai, bà ấy vẫn chưa chết, nhưng thật đáng tiếc. Cũng cách cái chết không xa nữa, đang hôn mê sâu. Tôi phải đi tìm mẹ tôi. Bà ấy bị Vân Thành giấu đi rồi. Anh ấy chính là vì để chị đau khổ. À đúng rồi, cho cốt của bố chị bị Vân Thành đổ xuống cống, chính là vì muốn ông ấy vĩnh viễn không thể siêu thoát. Phó Vân Thành, anh thật độc ác. Tôi mới không nói cho cô, bố cô được Phó Vân Thành chôn cất ở nghĩa trang tốt nhất Tây Thành. Chị gái à, chị đừng buồn, em vẫn còn một chuyện tốt muốn nói cho chị. Cút, tôi không muốn nghe. Chị gái, em mang thai rồi. Chị đoán xem bố của đứa bé là ai? Chính là Vân Thành, chồng chị đó. Cô lừa tôi, Vân Thành anh ấy không có thắt ống dẫn tinh. Anh ấy chính là muốn để chị bỏ đứa bé, khiến chị đau khổ, bởi vì chị chính là một công cụ để anh báo thù cô ra. Anh ấy hận chị bao nhiêu, lại càng đối tốt với em bấy nhiêu. Cút, Nhã Như. Vân Thành, em muốn khuyên chị gái, nhưng chị gái, chị ấy lại không nể tình. Chị ấy ra tay đánh em. Cô Thanh Hoan,
cô lại dùng bạo lực ức hiếp người khác. Tôi đánh giá thấp cô rồi. Cô Thanh Hoan, tôi vốn nghĩ rằng dù trên người cô mang dòng máu của cô ra, nhưng cô so với bố mẹ nhiều hồi đó của cô, không ngờ rằng cũng không có mấy khác biệt, ngang ngược và hống hách. Cút. Đôi cậu nam nữ các đều cút hết cho tôi. Anh Vân Thành, bụng em đau quá. Nhã Như đừng sợ, anh đưa em đi khám bác sĩ. Cô Thanh Hoan, sớm biết cô chết cũng không hối cải. Lúc đầu tôi không nên cứu cô và mẹ cô. Đợi đã, mẹ tôi ở đâu? Cô Thanh Hoan, từ từ mà hưởng thụ, địa ngục tôi sắp xếp cho cô đi. Cố tiểu thư, cô Thanh Hoan, mạng cô là của tôi không cho cô chết. Cô nghe rõ chưa? Tôi còn cho rằng anh cứu tôi là vì còn một chút tình cảm cuối cùng với tôi, không ngờ là vì muốn tiếp tục hành hạ tôi. Phó Vân Thành, anh thật nhẫn tâm. Cố tiểu thư, đứa trẻ mà cô đã bỏ rốt cuộc là của ai? Cố tiểu thư, bố mẹ của phó bị cô ra bức chết là thật sao? Cô tự sát là vì cảm thấy có lỗi với phó tiên sinh sao? Cố tiểu thư, đứa trẻ mà cô bỏ rốt cuộc là của ai? Bố vậy? Mẹ của phó là bị cố ra bức chết thật không vậy? Cô tự sát là vì cảm có lỗi với phó tiên sinh sao? Tôi đã định ly hôn với phó Vân Thành. Tôi cũng từng là người phó gia, là đại tiểu thư cố gia. Ai cho phép các người nói lung tung? Là phòng truyền thông của phó tiên sinh muốn chúng tôi phải ép hỏi chuyện ác mà cố gia làm. Đúng vậy, phó tiên sinh cho chúng tôi một báo cáo sự việc này để chúng tôi nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc năm nó từ miệng cô. Là phòng truyền thông của phó tiên sinh cho chúng tôi một số tiền lớn. Phó Vân Thành, đây chính là địa ngục mà anh nói sao? Tôi được lĩnh giáo rồi. Buông ra, Thanh Hoan. Thanh Hoan, nếu như em không tỉnh lại ăn chút đồ, em sẽ không chịu nổi mất. Thanh Hoan, anh Nhất Bạch. Thanh Hoan, sao anh lại ở đây? Anh không phải là đang ở nước ngoài sao? Thanh Hoan, anh ở nước ngoài. Nghe được chuyện của em liền lập tức mau chóng trở về. Xin lỗi, lúc đó anh nên ở lại. Yên tâm đi anh Nhất Bạch, em nhất định sẽ cùng với Vân Thành sống thật hạnh phúc. Được, vậy anh cũng yên tâm ra nước ngoài nối nghiệp kinh doanh của Thẩm gia. Thanh Hoan, hy vọng sự buông tay của anh chính là thành toàn đối với em. Anh Nhất Bạch, là em có mắt như mù. Thanh Hoan, bệnh của em còn chưa khỏi. Em muốn lại đi đâu, bất kỳ ai liên quan tới em, Phó Vân Thành đều sẽ không bỏ qua đâu. Anh cùng em lớn lên từ nhỏ, em không muốn liên Thanh Hoan anh. Phó Vân Thành hiện giờ đang ở bên nữ sắc, anh ta không có thời gian quản em đâu. Nữ sắc, Phó Vân Thành muốn kết hôn rồi. Cô gái tình đầu, Phó Vân Thành, anh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà tôi không biết đây? Thanh Hoan, trong thời gian em hôn mê, người phụ nữ cao ngạo đó đã cầu hôn Phó Vân Thành. Hôm nay cô ta đã chuyển đến Phó gia rồi, vậy nên đứa con trong bụng em nên bị Phó Vân Thành vì báo thù mà làm vật hy sinh sao? Phó Vân Thành chính là một tên khốn khiếp, anh ta không đáng để em buồn tới như vậy. Nhưng anh Nhất Bạch, em rõ ràng không còn yêu anh ta nữa, tại sao tim em lại đau đến vậy? Không sao, không sao. Phó Vân Thành, sao anh lại đến đây? Tôi không đến. Làm sao có thể? Cô và người đàn ông đang yêu đương lén lút ở đây chứ? Tôi là anh Nhất Bạch, là trong sạch, không giống như anh, còn chưa ly hôn đã đem con tiểu tam nhan thiên kiều đó về Phó gia. Câm miệng, cô không xứng nhắc đến Kiều Kiều, cô ấy không giống cô. Phó Vân Thành, anh thả Thanh Hoan ra, anh làm cô ấy đau rồi. Anh Nhất Bạch, Thanh Hoan, gọi nhau thân mật như vậy còn nói là không có tình cảm à? Thanh Hoan, Phó Vân Thành, anh Nhất Bạch, tôi đối với anh ấy chỉ có tình thân, chưa từng có tình cảm nào khác. Cô cho rằng tôi sẽ tin những lời nói dối của cô sao? Tách họ ra. Phó Vân Thành, tại sao phải mù quáng yêu anh? Tại sao phải trao toàn bộ thân xác và trái tim này cho anh? Thật ngu xuẩn, tôi thật ngu xuẩn. Thanh Hoan, buông tôi ra. Cố Thanh Hoan, đây chính là yêu tôi mà cô nói anh sao? Anh cũng không xứng nói yêu. Con của tôi là của anh đó, không cần đem chuyện thắt ống dẫn tinh ra nói lại nữa. Cô Nhã Như cũng mang thai con của anh rồi, anh vốn dĩ không có thắt ống dẫn tinh, mặc dù
anh muốn lấy nó làm cớ trả thù tôi, anh muốn thế nào với tôi cũng được. Tôi không có gì để nói, nhưng anh nhất mạch, anh ấy vô tội. Cô Thanh Hoan, cô nhã như mang thai con của tôi, cô vì bảo vệ người đàn ông này mà chuyện hoang đường nào cũng nói ra được, phải hay không? Anh đi hỏi cô nhã như thì biết. Vậy tôi để cô biết rõ. Phó Vân Thành, mặc dù anh hận bố tôi nhiều như vậy, cũng đừng khiến bản thân trở thành ông ấy tiếp theo. Chị gái, nghe nói người đàn ông vụng trộm cùng chị đã được tìm thấy rồi. Đừng ngậm máu phun người, cô dám đem những lời nói với tôi ở bệnh viện hôm đó nói lại lần nữa không? Ở bệnh viện? Em có nói gì đâu, em chỉ là đến bệnh viện thăm chị của em. Cô, chị à, chị mang thai đứa con của người khác, sao lại phải kéo em chịu đạn cùng thế? Không phải, hôm đó cô không nói với tôi như vậy. Em khuyên chị, nếu làm gì có lỗi với anh Vân Thành, chị cứ thành thật mà nói ra, chị đừng có giảo biện nữa. Những chuyện trước đây của chị em đều có thể giúp chị nói dối, nhưng chuyện chị vụng trộm em không giúp chị được nữa rồi. Tôi hiểu rồi, cô từ lúc bắt đầu chính là vì để kích động tôi ly hôn với Phó Vân Thành. Nhưng tôi lại tin. Không sai, không sai, tôi chính là cố ý đến lừa cô đó. Cô vô sỉ. Cô Thanh Hoan, tôi không nên tin cô. Thanh Hà, có thư xếp thông báo với bệnh viện thao ống thở của mẹ cô Thanh Hoan. Vâng. Phó Vân Thành, tôi dám thề với trời, đứa con thực sự là con anh. Đủ rồi. Cô Thanh Hoan, đến giờ cô vẫn không thừa nhận ngoại tình đúng không? Tôi thực sự không làm những chuyện có lỗi với anh. Anh bảo tôi thừa nhận cái gì? Anh thả tôi ra, tôi để cho cô biết phản bội Phó Vân Thành tôi sẽ có hậu quả gì. Phó Vân Thành, anh thả tôi ra. Nhan Thiên Kiều, cô mau qua đây đi, qua đây chậm một bước, cô sẽ hối hận đó. Anh buông tôi ra. Phó Vân Thành, tôi thực sự không hiểu nổi anh, rõ ràng làm một xét nghiệm là có thể biết được chân tướng rồi, sao phải vướng mắc ở đây? Hay là anh vẫn còn yêu tôi? Nực cười. Tôi là đang trừng phạt cô, Vân Thành. Cô Thanh Hoan, hai người đang làm gì vậy? Em đến đây làm gì? Vân Thành, em ăn cơm một mình, chán quá, em muốn ăn cùng với anh. Phó Vân Thành vẫn không ly hôn cùng cô Thanh Hoan, giờ lại muốn phát sinh quan hệ với cô ta, nhất định là còn tình cảm với cô Thanh Hoan rồi, mình không thể để họ tiếp tục như vậy. Thiên Kiều, anh không thích người khác quá gần anh. Thanh Hà, sếp, trông chừng cô Thanh Hoan, tôi và Kiều Kiều đi ăn cơm. Vâng. Đây chính là Nhan Thiên Kiều, vị hôn thê của Phó Vân Thành, thật tốt. Rất sợ cô ta nhiễm phải ô uế. Nhan Thiên Kiều, cô đã đạt được những gì cô muốn rồi, sao còn phải khoe khoang trước mặt tôi? Cô Thanh Hoan, bây giờ tôi là người duy nhất ở đây có khả năng cứu được cô ra ngoài. Cô còn có thái độ này với tôi? Nhan Thiên Kiều, tôi cầu xin cô cứu tôi đi. Tôi sắp không ổn rồi, tôi không thể chết, tôi còn phải cứu mẹ tôi. Tôi muốn cùng cô làm một giao dịch. Giao dịch? Mình không phải đã ký vào giấy ly hôn rồi sao? Phó Vân Thành chưa có đi nộp đơn. Cô ký vào đây, tôi đưa cô rời khỏi Phó gia. Tôi dựa vào đâu mà tin cô? Sau khi cô đi, tôi có thể quang minh chính đại làm bà Phó rồi. Đối với tôi mà nói, không thiệt. Tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, tôi phải đưa mẹ tôi cùng đi. Thứ hai, tôi cần có một số tiền. Không vấn đề gì, hôm đó tôi sẽ bảo anh Vân Thành đưa tôi ra ngoài, sau đó liên hệ với Thẩm Nhất Bạch để anh ta tới đón cô ra ngoài. Hợp tác vui vẻ. Thanh Hoan, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Còn muốn bỏ trốn cùng người đàn ông của cô, tôi đúng là đã đánh giá thấp cô. Phó Vân Thành,
anh rốt cuộc muốn làm tổn thương đến khi nào? Anh Nhất Bạch, mau đi đi. Anh Nhất Bạch, đi. Cướp người phụ nữ của Phó Vân Thành tôi, còn muốn đi à? Phó Vân Thành, tôi tuyệt đối sẽ không để anh làm tổn thương đến Thanh Hoan đâu. Thật cảm động. Vậy nếu như cái giá phải trả là gia tộc Thẩm thì anh còn bảo vệ cô ta không? Ha ha ha, đây chính là người đàn ông của cô à? Phó Vân Thành, tôi không đi nữa. Thả Thẩm Nhất Bạch đi. Thanh Hoan, đi. Nếu còn có lần sau, chắc chắn sẽ để cho mẹ cô gánh chịu thay cô. Phó Vân Thành, anh đang lừa tôi. Mẹ tôi đã mất rồi, anh muốn khống chế tôi, cố ý lừa tôi nói rằng bà ấy còn sống. Thanh Hà, thông báo với bác sĩ. Muốn tôi tin anh cũng được, nhưng anh phải. Mẹ, cô Thanh Hoan, cô ra các người tạo nghiệp nặng cả đời này, ở bên cạnh tôi mà đền tội đi. Phó Vân Thành, tội lỗi lớn nhất của tôi chính là yêu anh. Anh Vân Thành, anh đặc biệt tới đây tìm em, cô biết tôi thích nhất ở cô là gì không? Là gì ạ? Sự đơn thuần của cô và không hiểu thế sự. Anh Vân Thành, chỉ là tại sao cô lại đem tôi làm một tên ngốc chứ? Em nghe không hiểu anh đang nói gì. Đưa cô Thanh Hoan đi là sắp xếp của cô đúng chứ? Không phải, em làm sao có thể làm ra loại chuyện này được? Cô chắc chứ? Em thừa nhận là do em làm, nhưng đó là do cố Thanh Hoan ép em. Trong mắt cô tôi rất dễ bị lừa. Không có, nói sự thật. Phó Vân Thành, thật sự là do cô ta ép em. Mặc dù giờ cô ta là bà phó, em thật sự rất sợ cô ta dùng thủ đoạn để em hoàn toàn mất đi anh. Đúng là em bị quỷ ma dẫn lối rồi. Em biết anh có thù với cô ta phản bội anh hận không thể khiến cô ta chết. Em không nên can thiệp vào chuyện báo thù của anh. Anh Vân Thành, em thật sự biết lỗi rồi. Em xin lỗi. Anh Vân Thành, Thiên Kiều, Thiên Kiều, anh Vân Thành, em thực sự biết lỗi rồi. Anh tha thứ cho em lần này, có được không? Cố Thanh Hoan, mới ra khỏi tầng hầm này có mấy ngày nhỉ? Lại quay trở về rồi. Cười nhạo đã đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi. Tiện nhân, tôi có lòng giúp cô và mẹ cô chạy thoát, cô lại phản bội tôi. Tôi không có, cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Có điều không sao, tôi có thể lại cho cô một cơ hội nữa. Tôi muốn cô nói với anh Vân Thành, tên đàn ông đó của cô chính là Thẩm Nhất Bạch. Cô nói linh tinh gì thế? Tôi và anh Nhất Bạch trong sạch, tôi không có ngoại tình. Xem ra cô là không muốn mạng của mẹ cô rồi. Cô muốn làm gì mẹ tôi trước 12 giờ đêm nay? Nếu cô còn không thừa nhận với anh Vân Thành Thẩm Nhất Bạch là tên đàn ông đó của cô, vậy thì cô hãy chuẩn bị thu dọn thi thể của mẹ cô đi. Nhan Thiên Kiều, nói với Phó Vân Thành, tôi muốn gặp anh ta. Tôi phải nói với anh người đàn ông của tôi là ai. Cô cuối cùng cũng nhớ rõ, không bảo vệ cho tên đàn ông đó nữa. Nhan Thiên Kiều, dùng mạng của mẹ tôi uy hiếp tôi, để tôi thừa nhận Thẩm Nhất Bạch là người ngoại tình với tôi vì tên đàn ông đó, còn muốn kéo cả Nhan Thiên Kiều xuống nước. Cô thật sự giỏi đấy. Anh quả nhiên không tin tôi. Phó Vân Thành, tôi cầu xin anh tha cho mẹ tôi đi. Đây chính là thái độ cầu xin người khác của cô sao? Cố Thanh Hoan, nếu như cô cảm thấy tôi chỉ muốn cơ thể của cô, vậy Phó Vân Thành tôi cũng quá nông cạn rồi. Cái tôi muốn là sự đau khổ vô tận của cô khi anh đem tình yêu của tôi dành cho anh.
biến thành công cụ báo thù của anh. Sự đau khổ của tôi đã thành vô tận rồi. Cô Thanh Hoan, lẽ nào chỉ có cô đau khổ thôi sao? Yêu con gái kẻ thù đã giết cha là sự đau khổ lớn nhất của tôi. Cô Thanh Hoan, cả đời này của cô đều chỉ có thể ở trong địa ngục. Tôi ở cùng cô trong địa ngục này. Chúng ta đều là tội nhân. Hai người đang làm gì vậy? Tôi và Vân Thành đang làm chuyện vợ chồng nên làm. Hai người là vợ chồng sao? Hay là cô nói với tôi Vân Thành chưa có nộp đơn ly hôn cho nên chúng tôi vẫn là vợ chồng? Anh Vân Thành, anh nói anh kết hôn cùng Cố Thanh Hoan là vì lợi dụng cô ta báo thù Cố gia. Anh còn nói anh sớm muốn cùng cô ta ly hôn rồi. Cô ta là con gái của kẻ đã giết cha anh. Vân Thành, cô muốn giành đàn ông với tôi. Nói ngược lại đi, tôi và Vân Thành là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Cô mới là kẻ thứ ba. Không phải cô muốn cứu mẹ của cô sao? Tôi có thể giúp cô, nhưng tôi không cho phép cô lại gần anh Vân Thành một bước. Không cần nữa. Tốt, rất tốt. Chúng ta hãy cùng xem. Lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai. Đêm nay, tôi nhất định phải khiến ả ta chết. Phó Vân Thành, lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai. Đêm nay, tôi nhất định phải khiến ả ta chết. Phó Vân Thành, tin tôi một lần. Đi làm kiểm tra sức khỏe một lần đi, tôi thật sự không ngoại tình. Đặt lịch hẹn giúp tôi. Ngày mai tôi cần làm kiểm tra thể chất. Cố Thanh Hoan, đây chính là sự tin tưởng cuối cùng của tôi dành cho cô. Hy vọng cô không khiến tôi phải thất vọng. Nhan Thiên Kiều, cô muốn làm gì? Đương nhiên là giết cô rồi. Sáng sớm mai, căn biệt thự này sẽ có một cỗ thi thể nữ rơi từ trên lầu xuống. Đây là Phó gia. Nếu như cô dám làm vậy, Phó Vân Thành sẽ không tha cho cô đâu. Cố Thanh Hoan, cô đã chết đến nơi rồi. Sao còn ngây thơ như thế chứ? Nếu như không có sự chỉ dẫn của Vân Thành, tôi làm sao có thể ngang nhiên đem cô tới đây? Không thể nào. Cố Thanh Hoan, cô là con gái của kẻ đã giết bố Vân Thành. Cô cảm thấy anh ấy sẽ để cô sống sao? Có điều cô yên tâm, đợi cô chết rồi, mẹ cô sẽ xuống đó bầu bạn cùng cô. Thả tôi ra, tôi hiểu rõ Phó Vân Thành, anh ta chỉ là muốn hành hạ tôi, sẽ không giết tôi đâu. Nhan Thiên Kiều, là cô muốn mạng của tôi, cô đang gạt tôi. Cô ổn quá rồi đấy. Tiểu Vũ, bịt miệng cô ta lại. Tại sao mình không kìm lòng chỉ muốn tới tìm cô gái này? Cô đi chết đi tiện nhân. Không xong rồi, Phó Vân Thành đến rồi. Anh mau trốn đi, tôi giúp cô giết người. Cô không thưởng cho tôi một chút sao? Thưởng? Ai ya, anh muốn chết à? Mau đi đi. Chiếc váy này không tồi, lần tới trên giường, cô cũng mặc nó cho tôi. Ai ngã được rồi. Sao em lại ở đây? Vừa rồi Cố Thanh Hoan nói muốn tìm em nói chút chuyện liên quan đến anh. Kết quả là em vừa tới, cô ta liền đánh gục em. Cố Thanh Hoan còn dám bỏ trốn. Anh Vân Thành, cô ta vốn dĩ thích Thẩm Nhất Bạch, hiện giờ trốn ra ngoài tìm Thẩm Nhất Bạch cũng là rất bình thường. Cô im miệng cho tôi. Tiếng gì vậy? Vân Thành, cứu tôi.
Xong rồi, lúc này mà Phó Vân Thành ra ban công, nhất định sẽ nhìn Lâm thấy. Tiểu Vũ trốn và Cố Thanh Hoa nhảy lầu. Vân, anh Vân Thành, anh còn yêu Cố Thanh Hoa sao? Cô hỏi cái này làm gì? Ai ia, anh cứ nói với em đi. Tôi chưa từng yêu Cố Thanh Hoan thì tốt biết mấy. Anh Vân Thành, em biết anh làm sao con gái của kẻ thù đã giết bố anh được. Anh Vân Thành, vậy anh cùng với chị gái yêu đương đính hôn kết hôn đều là vì báo thù? Anh đối với chị ấy một chút rung động cũng không có. Có lẽ tôi đối với cô ta chỉ có lợi dụng, trước giờ chưa từng thật lòng, đã nghe rõ chưa? Cô Thanh Hoan, cô ở trong lòng Vân Thành chính là công cụ để báo thù, còn không mau đi chết đi. Phó Vân Thành, có phải chỉ cần tôi chết rồi anh mới nhớ đến những gì tốt đẹp nhất về tôi không? Được, vậy tôi thành toàn cho anh. Mặc dù thời niên thiếu yêu sâu đậm, cũng sẽ là có hoa nào nở mà không có ngày tàn. Phó Vân Thành, nếu như lúc đầu chúng ta chưa từng quen biết thì tốt biết mấy. Á, đen đủi thật. Cậu không sao chứ? Không, không sao. Cậu đỡ em dậy. Bạn học à? Mình tên là Phó Vân Thành. Còn cậu? Cố Thanh Hoan. Hương vị tuyệt nhất trên thế gian này là Thanh Hoan. Tên của cậu thật hay. Cảm ơn cậu. Cố Thanh Hoan. Á, Thanh Hoan, em tỉnh rồi. Từ từ thôi. Phó Vân Thành suýt chút nữa hại chết mình, mình lại cảm thấy anh ta đang cứu mình. Anh Nhất Bạch, cảm ơn anh đã cứu em. Thanh Hoan, em đang ở trong phòng, tại sao lại nhảy lầu chứ? Thanh Hoan, anh Vân Thành, anh không sao chứ? Bác sĩ nói anh nhảy lầu cứu Cố Thanh Hoan, tổn thương đến nội tạng, anh hiện tại không thể kích động được. Em đi gọi bác sĩ. Cố Thanh Hoan đâu? Cô ta không sao. Tối qua cô ta lại bỏ trốn với Thẩm Nhất Bạch, muốn trèo cửa sổ ra ngoài, kết quả không cẩn thận tự mình rơi xuống lầu. Nhan Thiên Kiều, cô xem tôi là đồ ngốc sao? Cô ấy rơi xuống lầu quan tới cô không? Anh hiểu lầm em rồi. Em đã tự mình nhìn thấy. Nếu như anh không tin lời em nói, anh có thể điều chỉnh camera giám sát trước biệt thự. Xe của Thẩm Nhất Bạch vẫn luôn đỗ ở đó. Phó Vân Thành nên không nhìn ra Cố Thanh Hoan trong camera là tôi tìm Cố Nhã Như đóng giả đó. Em nói Phó Vân Thành muốn hại em. Nếu như Phó Vân Thành muốn em chết, không cần phải phí nhiều thời gian như vậy. Có lẽ là Nhan Thiên Kiều tự biên tự diễn. Nhưng anh còn yêu Cố Thanh Hoan sao? Tôi trước giờ chưa từng yêu anh ta, trước giờ chưa từng yêu em. Nhất định là thật rồi. Thanh Hoan, đi cùng anh đi, chúng ta ra nước ngoài, tránh xa tất cả những rắc rối ở đây. Không được, mẹ em vẫn đang trong tay Phó Vân Thành. Nếu như em đi rồi, anh ta nhất định sẽ gây khó dễ với mẹ em. Được, anh sẽ mau chóng tìm thấy gì, đến khi đó thông báo cho các em. Chúng ta cùng đi. Được, cảm ơn anh Nhất Bạch. Cô đang làm gì thế? Tôi đang làm gì à? Tôi đương nhiên là đang tiêm thuốc cho cô, để khiến cô chết một cách thần không biết quỷ không hay. Là Nhan Thiên Kiều phái cô đến giết tôi. Tôi là do Phó tiên sinh phái đến. Ngài ấy nói rồi, lần trước chưa thể giết chết cô, lần này bất luận thế nào cũng phải khiến cô chết. Người đâu, cứu mạng. Cô kêu đi, kêu khản cả họng cũng sẽ không có ai tới cứu cô đâu. Đi chết đi, thả tôi ra. Dừng tay. Ai phái cô tới giết cô ấy? Cô
cô ta không phải do anh phái tới giết tôi sao? Giết cô? Tôi hà tất phải dùng tới thủ đoạn thấp hèn này? Quả nhiên tất cả đều sắp xếp của Nhan Thiên Kiều, mình suýt chút nữa bị lừa rồi. Nói, ai phái cô đến đây, tôi có chết cũng không nói đâu. Muốn chết à? Vậy tôi thành toàn cho cô, ra tay đi. Tôi nói, là tiểu thư Cố Thanh Hoan, cô ta tự biên tự diễn một cảnh ám sát, nói là để sau khi anh nhìn thấy sẽ đồng tình với cô ta. Cô vu khống tôi, Cố tiểu thư, tôi sắp bị Phó tiên sinh giết rồi, tôi không thể nói dối thay cô nữa. Cô tha cho tôi đi. Nếu như thực sự là sắp xếp của tôi, vậy tại sao cô lại thực sự muốn mạng của tôi? Đây, nếu như cô vẫn không chịu nói sự thật, vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa. Đem đi. Không, Phó tiên sinh, những gì tôi nói đều anh là nhất định phải tin tôi, không có nói dối. Đem đi. Anh hãy tin tôi. Lần này lại tin tôi rồi. Cô cho rằng tôi ngu ngốc như cô đến vậy à? Suýt rơi xuống lầu. Là Nhan Thiên Kiều, là cô ta đã đẩy tôi xuống cô lầu. Cô cho rằng camera chỉ là vật trang trí thôi sao? Cô muốn hẹn riêng với Thẩm Nhất Bạch, cảnh cô không cẩn thận rơi xuống lầu. Quay lại rõ mồn một. Xem ra tôi anh đều sẽ không tin tôi. Anh chỉ tin Nhan Thiên Kiều. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Anh đi đi. Điều tra lại chút, video Cố Thanh Hoan rơi từ trên lầu xuống. Alo, Thanh Hoan, anh tìm thấy mẹ của em anh rồi. Anh gửi địa chỉ cho em liền. Tốt quá rồi, em qua đó ngay đây. Mẹ, Thanh Hoan. Mẹ không sao là tốt quá rồi. Mẹ không nên tự sát, để con phải lo lắng rồi. Mẹ, con đã không còn bố nữa, con không thể lại không còn mẹ nữa. Thanh Hoan, mẹ xin lỗi con. Lần này, mẹ nhất định sẽ sống thật tốt, ở lại bên cạnh con. Đúng rồi, con và Vân Thành sao rồi? Chúng con, hai. Trong thời gian mẹ nhập viện, thật ra đều là Vân Thành chạy tới chạy lui chăm sóc mẹ đó. Cậu ta chỉ là lúng túng, không buông bỏ được chuyện năm đó. Bố mẹ cậu ta là vì Cố gia chúng ta mới mất. Bố con là vì Vân Thành mà rời khỏi rồi. Con và Vân Thành không thể quay trở lại nữa rồi. Cô là người nhà bệnh nhân sao? Phiền cô xuống lầu một chút, lấy thuốc cần uống cho bệnh nhân. Được, tôi đi ngay. Mẹ, lần này con đến là để đem mẹ cùng đi. Chúng ta sẽ không đến ai quen biết chúng ta. Bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp, được không? Không quan tâm Cố ra gì nữa. Được. Mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Con đi đâu? Mẹ đi theo đó. Mẹ sau này còn muốn bế cháu nữa. Sao cô lại tìm đến đây? Thẩm Nhất Bạch giúp cô à? Liên quan gì đến anh? Bỏ ra. Cố Thanh Hoan, chúng ta còn chưa ly hôn, cô lại hết lần này tới lần ngoại tình với Thẩm Nhất Bạch. Tôi và anh Nhất Bạch trong sạch. Nếu như không phải anh giam giữ mẹ tôi cũng sẽ không tìm anh ấy giúp đỡ. Cô còn có mặt mũi nói trong sạch? Lẽ nào ban đầu đứa trẻ trong bụng bố ruột của nó không phải là Thẩm Nhất Bạch sao? Đủ rồi, Phó Vân Thành, anh không muốn đi kiểm tra sức khỏe, chứng minh tôi trong sạch, chính là vì đem việc tôi ngoại tình cắm sừng anh để hạ nhục tôi đúng chứ? Ai nói là tôi chưa làm? Hôm nay tôi sẽ chết trong rõ ràng. Báo cáo cho thấy phẫu thuật thắt ống dẫn không hề có vấn đề gì. Cố Thanh Hoan, cô còn muốn gạt tôi? Sao lại như vậy? Phó Vân Thành, Cố Thanh Hoan, xem ra là tôi quá dung túng cô. Cô mới ngoại tình, thử thách giới hạn của tôi. Cô đừng quên, Cố gia các người có mối thâm thù đại hận với tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Tôi không có ngoại tình, từ hôm nay trở đi tôi sẽ để cô và mẹ cô sống không bằng chết. Anh muốn làm gì? Anh không thể đối với mẹ tôi. Không ổn rồi. Bệnh nhân giường 306 muốn mẹ lâu rồi. Đừng qua đây. Mẹ, đây là đang làm gì vậy? Mẹ đứng ở chỗ cao như vậy làm mẹ gì? Mẹ mau xuống đây đi, chúng ta sắp bắt đầu lại một cuộc sống mới rồi. Thanh Hoan, mẹ có lỗi với con, hứa với mẹ phải sống thật tốt nhé. Mẹ không phải đã hứa với con sẽ không để lại con một mình trên thế giới này sao? Mẹ hiện giờ đang làm gì vậy?
mẹ mau xuống đây đi, con cầu xin mẹ đó, mẹ mau xuống Thanh đây Hoan. Đi. Mẹ. Vân Thành, chuyện của quá khứ là tội của tôi và bố của Thanh Hoan, không liên quan gì đến Thanh Hoan. Tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc cho Thanh Hoan thật tốt. Tội lỗi này, dùng cái chết của tôi để kết thúc đi. Mẹ, đừng mà. Mẹ. Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Mẹ, mẹ, con cầu xin mẹ. Tỉnh lại đi mẹ. Mẹ. Thanh Hoan, sống thật tốt. Mẹ, không thể cùng con nữa rồi. Mẹ. Mẹ, mẹ dậy đi. Mẹ. Mẹ. Phó Vân Thành, đây chính là sống không bằng chết mà anh nói phải không? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ để cô và mẹ cô sống không bằng chết. Anh thực sự làm được rồi. Bố tôi vì anh mà mất, mẹ tôi cũng bị anh ép chết rồi. Phó Vân Thành, sao anh phải tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi hận anh. Thanh Hoan, cút, cút ra ngoài trước đi. Cút. Cô làm loạn đủ chưa? Phó Vân Thành, bố tôi mất rồi, mẹ tôi cũng mất rồi, đứa con trong bụng tôi cũng mất rồi. Ba mạng người Cố gia đủ để trả mối thâm thù huyết hải của anh rồi chứ? Không đủ. Chỉ cần một người Cố gia còn sống, thù của tôi vẫn chưa được báo. Được, vậy tôi chết, nhưng tôi phải kéo anh cùng chết. Cái chết của mẹ cô liên quan gì đến tôi? Tận mắt thấy anh ép mẹ tôi nhảy lầu, anh còn rào biện. Cút ra, tôi không cần lòng tốt giả tạo của anh. Thi thể của mẹ cô còn chưa được chôn cất, nếu như cô muốn bà ấy xương tàn cho tán thì hiền lành một chút. Phó Vân Thành, tôi hận anh. Phó Vân Thành, sau này tôi cũng không còn bố mẹ nữa. Tôi là cô nhi rồi, sau này anh sẽ ở bên cạnh em. Alo, Thanh Hoan, chuyện của bác gái anh đã nghe rồi. Em giờ vẫn ổn chứ? Em không ổn, em rất không ổn. Nhưng em có ổn hay không cũng không có ai quan tâm nữa. Thanh Hoan, em còn có anh sẽ giúp em điều tra chân tướng cái chết của bác gái. Là Phó Vân Thành, là anh ta ép chết mẹ em. Thanh Hoan, cái chết của mẹ em có thể không liên quan tới Phó Vân Thành. Anh nói gì? Anh đã kiểm tra camera giám sát của viện, phát hiện mẹ em trước khi ra khỏi phòng bệnh. Cô Nhã Như đã từng tới đó. Sau khi cô ta ra ngoài, mẹ em trở nên tuyệt vọng, đi về phía ban công. Cô Nhã Như, cô đúng là xuất sinh, ngay cả bác dâu của mình cũng không buông tha. Em phải đi tìm cô ta tính sổ. Cô Nhã Như, đừng trách tôi, là cô khiêu khích tôi trước. À, ai đang ở ngoài cửa? Cút ra đây cho tôi. Xin lỗi nhé, làm phiền tới chuyện tốt đẹp của hai cô người. Cô Thanh rồi. Hoan, sao cô lại vào đây được? Cô đây là đang đột nhập vào nhà riêng. Thì ra cô ta chính là chị gái bị phá sản đó của em à? Hai người nói chuyện đi, tôi tránh đi trước. Mấy ngày nay không gặp, sao lại biến thành dáng vẻ này rồi? À, để tôi đoán thử. Người tình bí mật bị Phó Vân Thành đánh bại rồi. Hả? Á, có muốn tôi liên lạc với chú tôi, nói với ông ấy rằng cuộc sống của cô phong phú tới mức nào? Cô Thanh Hoan, cô đừng dùng những thứ này. Tôi không sợ. Á, nói cho tôi biết cô ở phòng bệnh của viện điều dưỡng đã nói những gì với mẹ tôi, ép bà ấy nhảy lầu tự sát. Tôi chỉ là nói với bà ta, nếu bà ta không chết, Nhan Thiên Kiều sẽ để cô chết. Tôi cũng không còn cách nào. Ân oán giữa Phó gia và Cố gia, đến cả gia đình tôi cũng bị liên lụy rồi. Vì để công ty có thể hoạt động bình thường, tôi chỉ có thể bám chặt lấy chân của Nhan Thiên Kiều. Lại là Nhan Thiên Kiều. Nói, cô ta còn sắp xếp cô làm gì nữa? Cô ta bảo tôi giả câu dẫn Phó Vân Thành,
khiến cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Phó Vân Thành. Đứa trẻ trong bụng cô cũng là cô ta ép tôi phá bỏ đó, bao gồm cả chuyện tôi mang thai giả cũng là cô ta chỉ tôi làm. Tôi và cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại nhắm vào tôi như có vậy? Phải là cô đang lừa tôi không? Tôi không có. Chị gái à, em không có lừa chị. Là Nhan Thiên Kiều, cô ta nói với em lần này cô ta về nước chính là để quay lại với Phó Vân Thành. Cô ta không trực tiếp xuất hiện, cô ta biết em và chị từ trước tới nay vẫn đối đầu, nên cô ấy bảo em đi thăm dò chị. Cô Thanh Hoan, cô đã ghi âm lại, cô thật vô sỉ. Hiện giờ chúng ta có thể hợp tác tốt rồi. Giữa tôi và Phó Vân Thành, đứa trẻ trong bụng cô cũng là cô ta ép tôi phá bỏ đó, bao gồm cả chuyện tôi mang thai giả cũng là cô ta chỉ tôi làm. Tôi và cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại nhắm vào tôi như có vậy? Phải là cô đang lừa tôi không? Tôi không có. Chị gái à, em không có lừa chị. Là Nhan Thiên Kiều, cô ta nói với em lần này cô ta về nước chính là để quay lại với Phó Vân Thành. Cô ta không trực tiếp xuất hiện, cô ta biết em và chị từ trước tới nay vẫn đối đầu, nên cô ấy bảo em đi thăm dò chị. Cô Thanh Hoan, cô đã ghi âm lại, cô thật vô sỉ. Hiện giờ chúng ta có thể hợp tác tốt rồi. Xóa bản ghi âm đi. Có những chuyện cô phải giúp tôi làm. Vị trí bà phó có hứng thú không? Cô có ý gì? Tôi sẽ ly hôn cùng Phó Vân Thành, giúp cô ngồi vào vị trí bà phó, nhưng cô phải giúp tôi. Cô Thanh Hoan, cô cũng quá nghiêm túc rồi. Tôi không ngờ cô lại lợi hại đến vậy. Muốn để ai làm phó thái thái thì người đó có thể làm. Tôi có não, cô có không? Còn điều kiện. Không ngờ cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Đưa ví của cô cho tôi. Cô cũng biết là tôi nghèo không xu dính dúi. Mượn thẻ của cô quẹt vài cái, sau này đợi tôi liên hệ cô. Bố, mẹ, còn có đứa con chưa kịp gặp mặt của mẹ. Mọi người ở bên đó vẫn ổn chứ? Nhan Thiên Kiều, tất cả những gì cô làm với tôi sẽ trả lại cho cô gấp bội. Thả tôi ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cố Thanh Hoan, không phải rất lợi hại sao? Chạy cái gì? Sao anh lại biết tôi ở đây? Đem cô ấy về. Vâng. Phó Vân Thành, tôi cầu xin anh, chúng ta từ từ nói chuyện. Giờ biết cầu xin tôi rồi à? Tôi suýt chút nữa rơi xuống lầu mà chết. Còn có cái chết của mẹ tôi đều là kế hoạch của Nhan Thiên Kiều. Tất cả những chuyện này là cô ta ở sau thao túng. Vậy đứa con thì sao? Thực sự là của anh đó. Ngoài anh ra, tôi không có cùng với bất cứ ai cả. Cô vẫn còn nói dối. Còn muốn gạt tôi? Tôi không có. Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm gì? Anh mới chịu tin tôi, bảo tôi đi chết sao? Được. Vậy giờ cô đi chết đi. Được. Vậy tôi chứng minh cho anh xem. Cô điên rồi à? Đây là tầng 26. Vậy thì làm sao? Chỉ cần anh có thể tin tôi, 126 lầu tôi cũng có thể nhảy. Phó Vân Thành, anh không để tôi chết phải không? Để cô được giải thoát như vậy quá dễ dàng cho cô rồi. Có lẽ quay lại bên Phó Vân Thành, mình mới có cơ hội tìm Nhan Thiên Kiều báo thù. Tôi muốn trở về Phó gia, trở về bên cạnh anh. Thanh Hà, đưa cô ấy về nhà. Vâng. Không, tôi phải đi cùng anh. Đáng chết, cô gái này lại tính giở trò gì nữa. Tôi về công ty trước, tôi để Thanh Hà đưa cô về nhà. Vậy anh bảo tài xế ở thêm một lát nữa, em cùng anh tới công ty, sau đó lại đưa em về nhà. Em muốn ở bên anh một lát. Được. Hành hạ một năm nay, mối thâm thù huyết hải của bố mẹ tôi, còn cả cái chết của con tôi, trong tương lai tôi đều sẽ đòi lại từng chút một. Bị thương rồi sao? Em không sao.
là ai xuống xe? Thẩm Nhất Bạch, Thanh Hoan, đi cùng anh đi. Tránh xa tên ác ma này, anh Nhất Bạch. Anh đi đi, em sẽ không đi cùng anh đâu. Tại sao chứ, mẹ của em đã mất rồi. Anh ta không có cách nào ép buộc em nữa, tại sao không đi cùng anh? Bởi vì em yêu anh ấy, anh Nhất Bạch. Anh đi trước đi. Thanh Hoan, là anh ta ép em phải không, có phải không? Thẩm Nhất Bạch, anh đừng quên, cô ấy vẫn còn là vợ tôi. Hơn nữa cô ấy nói rồi, cô ấy còn yêu tôi. Anh Nhất Bạch, xin hãy tha thứ cho em. Phó Vân Thành, anh ấy không có ép em, là em tự nguyện muốn trở về Phó gia. Sao em lại muốn trở về bên cạnh anh ta? Anh ta hại em chưa đủ thảm sao? Nhất định là anh ta ép em, có đúng không? Em thật lòng muốn quay trở về. Anh ấy là chồng em, em không cần anh can thiệp nhiều. Thanh Hoan, em nói những lời này đều là dối lòng, có phải không? Vân Thành, đi thôi. Thanh Hoan, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Anh Vân Thành, anh về rồi. Cô Thanh Hoan, cô, sao hai người lại ở cùng nhau? Tôi vẫn còn là bà phó, đây là nhà của tôi. Ngược lại là cô, một tiểu tam, còn ở lại đây làm gì? Tôi không phải tiểu tam, tôi là tình đầu của anh Vân Thành. Nếu không phải vì cô, hai chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Anh Vân Thành, em không muốn nhìn thấy cô ta, anh bảo cô ta cút đi được không? Thanh Hà, có, đưa phu nhân và Nhan trở về phòng. Vâng, đừng gây rắc rối cho tôi, tôi về công ty trước đây. Tôi đã biết, cái chết của con tôi và mẹ tôi đều là do cô ngầm mượn tay cô Nhã như hại chết. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, đưa cô ra trước công lý. Nói linh tinh cái gì vậy, tôi nghe không hiểu. Đừng diễn nữa, tôi nhất định sẽ tìm chứng cứ chứng minh tất cả đều là do cô làm. Thanh Hoan, anh Nhất Bạch, xịt, anh nhận được một cuộc gọi nặc danh nói em gặp nguy hiểm, giờ anh đưa em rời khỏi đây. Không được, nhất định là chiêu trò của Nhan Thiên Kiều. Anh Nhất Bạch, anh mau đi đi. Có thể, Phó Vân Thành sắp trở về rồi. Không, muốn đi, mình cùng đi. Mau đi nhanh. Cô vẫn thật sự không biết xấu hổ nhỉ. Có tôi ở đây, anh làm hại Thanh Hoan. Đừng đánh nữa, cút ra. Đừng đánh nữa, mau cứu sếp. Sếp, thả tôi ra. Thách đấu à, đem đi cho tôi. Thả tôi ra. Phó Vân Thành, anh nghe em giải thích. Em, cô qua đây cho tôi. Phó Vân Thành, cầu xin anh tha cho em đi. Mỗi chỗ trên cơ thể cô Thẩm Nhất Bạch từng chạm vào đều phải tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Ai bảo cô trước mặt Thẩm Nhất Bạch cởi quần áo chứ? Cô là gái sao? Trả lời tôi. Cô Thanh Hoan, rốt cuộc cô muốn tôi đối với cô như thế nào? Câu này nên là em hỏi anh chứ. Mối thù năm đó, bố mẹ em đã hy sinh cả mạng sống rồi. Em cũng bị anh hành hạ suốt một năm nay. Sự phục thù của anh cũng nên có kết thúc rồi chứ. Vậy nên cô nói bắt đầu lại trước đó. Đều là lừa tôi, đều là kế tạm thời của cô. Đều là vì muốn bỏ trốn cùng Thẩm Nhất Bạch. Bỏ trốn? Em nghe không hiểu anh đang nói gì. Đây là những gì tôi điều tra được. Còn có gì muốn nói không? Em, cô Thanh Hoan, không ai có thể đem cô rời xa tôi. Trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy chạy mất. Vâng. Thẩm tiên sinh, phu nhân hình như sốt rồi. Đừng hoảng, làm theo lời tôi nói. Được, tôi đều nghe anh. Sao rồi?
Thanh Hoan tỉnh chưa? Chưa, vẫn còn hơi sốt, nhưng biểu hiện đã không còn đau như vậy, chắc không sao đâu. Được, vậy tôi yên tâm rồi, thật cảm ơn. Đợi cô ấy tỉnh lại, làm phiền cô chuyển điện cho thoại cô ấy giúp tôi được không? Mấy giờ cũng được. Vâng, tôi nhất định sẽ báo với anh đầu tiên. Cô ra ngoài trước đi. Nếu như em cứ mãi ngủ ngoan như thế này thì tốt biết mấy. Không phải nằm mơ. Phó Vân Thành, anh khóc rồi. Phó Vân Thành, anh làm gì vậy? Phó Vân Thành, Phó Vân Thành, anh bỏ tôi ra, tên điên nhà anh. Phó Vân Thành, tôi đúng là điên rồi, tôi chỉ muốn em. Cô Thanh Hoan, cô con phá hoại này, cô đợi đó cho tôi. Anh Vân Thành, anh tỉnh rồi à? Rõ ràng tối qua là Cố Thanh Hoan, sao lại biến thành Nhan Thiên Kiều rồi? Rõ ràng tối qua là Cố Thanh Hoan, sao lại biến thành Nhan Thiên Kiều rồi? Anh đừng nhìn, người ta sẽ ngại đó. Ra ngoài trước đi, tôi đi tắm. Sao tự nhiên anh lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy? Tối qua anh còn nói muốn bảo vệ em cả đời này. Hơn nữa, đây là lần đầu của em. Đó là vì tôi tưởng là Cố Thanh Hoan. Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không ly hôn với Cố Thanh Hoan. Anh không muốn chịu trách nhiệm với em à? Đúng. Anh Vân Thành, anh Vân Thành, em tối qua là anh ôm em qua đây đó, anh bảo em phải làm gì đây? Anh hối hận rồi đúng không? Muốn bồi thường, sao hãng nói với tôi? Anh Vân Thành, Phó Vân Thành, nhất định phải loại bỏ Cố Thanh Hoan, tôi một phút cũng không đợi được nữa rồi. Alo, Lâm Tiểu Vũ, tôi muốn Cố Thanh Hoan chết ngay lập tức. Chuyện xảy ra ở bể bơi lần trước, Phó Vân Thành đã điều tra đến tôi rồi, giờ tôi không tiện lộ diện. Anh đều không giúp tôi phải không? Vậy tự tôi làm. Nhan Thiên Kiều, cô đến đây làm ở gì? Ở đây không hoan nghênh cô, tôi đến là muốn nói chuyện với cô. Chuyện liên quan đến bố cô. Cái chết của bố tôi cũng liên quan tới cô à? Phải. Lúc đầu bệnh của bố cô tái phát, Phó Vân Thành đã chuẩn bị 20 vạn rồi, là tôi động tay động chân trên xe của ông ấy, để ông ấy chậm mất mấy phút. Đó là lý do bố cô có nỗ lực cứu chữa cũng chết. Nhan Thiên Kiều, súc sinh nhà cô, sao cô lại tệ như thế chứ? Sao cô lại độc ác đến thế? Có chuyện gì cô cứ nhắm vào tôi? Tại sao cô lại muốn hại bố tôi và con của tôi? Bởi vì họ là những người quan trọng nhất với cô. Tôi muốn để những người bên cạnh cô từng người một đều biến mất. Người đầu tiên là con của cô, người thứ hai là bố của cô, người thứ ba là mẹ cô. Tôi nghĩ ra người tiếp theo nên đến lượt ai rồi. Cô cảm thấy Thẩm Nhất Bạch thế nào? Vô sỉ. Nhan Thiên Kiều, Cố Thanh Hoan giết người rồi, cứu mạng. Sếp, không hay rồi. Nhan Thiên Kiều, Cố Thanh Hoan giết Nhan Thiên Kiều rồi. Cố Thanh Hoan, hôm nay tốt nhất cô nên giết tôi, bằng không kẻ xui xẻo tiếp nhất định là Thẩm Nhất Bạch. Tôi sẽ khiến anh ta chết còn thảm hơn bố cô và mẹ cô. Dừng tay. Giết cô ta rồi em có mấy mạng để đến đây? Tôi không quan tâm cô ta là ai, cô ta động vào người của tôi, cô ta đáng chết. Em bình tĩnh lại cho tôi. Tôi không bình tĩnh nổi nữa.
hôm nay cô ta phải chết. Có tôi ở đây, em không động được đến cô ấy đâu. Được. Nếu như anh bảo vệ cô ta như vậy, vậy anh chết thay cô ta đi. Tại sao anh không tránh? Phó Vân Thành, anh bảo vệ cô ta như vậy, giỏi rồi phải không? Thanh Hà, còn ngây ra đó làm gì? Đưa đến bệnh viện. Thanh Hoa, đừng động vào tôi. Phu nhân cô sao vậy? Tay của cô. Tôi giúp cô băng bó nhé. Phu nhân. Tối qua, Nhan Thiên Kiều và Tiên Phát sinh chuyện vợ chồng, hai người còn chưa ly hôn. Cô tức giận, đánh đập Tiểu Tam là đúng. Cô nói gì? Nhưng phu nhân, người cùng chung một mái nhà, cô cũng phải nghĩ cho bản thân. Giờ vết thương của cô vẫn chưa lành, Nhan Thiên Kiều nếu chuyện bất chắc, tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô nói tối qua Nhan Thiên Kiều cùng Phó Vân Thành làm sao? Tối qua, có người nhìn thấy tiên sinh ôm Nhan Thiên Kiều về phòng. Cho tới vừa nãy, Nhan Thiên Kiều mới từ trong phòng của tiên sinh đi ra. Chẳng trách hôm nay Phó Vân Thành đặc biệt bảo vệ Nhan Thiên Kiều, ngay cả bản thân bị thương cũng nhất định không nhường nửa bước, chỉ sợ mình sẽ giết người trong lòng anh ta. Phu nhân, cô làm sao vậy? Tối qua Phó Vân Thành nói những lời đó bên tai mình, lời yêu thiên trường địa cử, có phải là quay đầu cũng muốn nói cho Nhan Thiên Kiều đúng không? Thật là ghê tởm. Sếp, vết thương của anh, tôi gọi bác sĩ. Không cần đâu. Sếp, vết thương của anh, tôi gọi bác sĩ tới giúp anh xử lý. Không cần. Nếu như cô ấy thực sự muốn giết, vị trí của mảnh thủy tinh chính là ở đây. Chúng ta còn phải cảm ơn cô ấy. Tôi hiếm khi thấy cô ấy mất kiểm soát như vậy. Anh đi điều tra một chút, tại sao cô ấy lại đột nhiên giết Nhan Thiên Kiều. Điều tra cẩn thận chút, chuyện mẹ cô nhảy lầu. Vâng sếp. Đợi đã. Ga trải giường trong phòng tôi, anh đem nó đi kiểm tra. Tôi muốn biết máu ở trên đó rốt cuộc là của ai. Vâng sếp. Đem ga trải giường đi kiểm tra. Có tin tức rồi, vết máu đó là của ai? Trung tâm xét nghiệm nói vết máu của Cố Tiểu Thư và Nhan Tiểu Thư đều có ở trên, không thể phán định được có phải là máu của chính người hầu trong nhà cũng nhìn thấy nửa đêm hôm trước anh và Cố Tiểu Thư ở bên nhau, cho nên đang gọi cho ai đó. Liên quan gì đến anh? Sao nào? Muốn bỏ trốn cùng Thẩm Nhất Bạch à? Anh có tư cách gì mà tra hỏi? Đêm qua anh mây mưa cùng với Nhan Thiên Kiều còn chưa cạn kiệt sức lực sao? Còn có thời gian đến quản chuyện của tôi Thanh à? Hoan, em nghe tôi. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh đột nhiên đánh đập Nhan Thiên Kiều là vì cô ta tối qua qua đêm trong phòng tôi sao? Ghen rồi sao? Tôi còn muốn đâm anh lần nữa. Ra ngoài. Phó Vân Thành, mặc dù tôi luôn trách lầm anh, có lẽ trở về bên cạnh Phó Vân Thành mình mới có cơ hội tìm Nhan Thiên Kiều báo thù. Cố Thanh Hoan, chúng ta hãy bỏ đi thù hận, bắt đầu lại từ đầu được không? Được. Tôi đồng ý với anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Sau khi bắt đầu lại, chúng ta phải quy ước 3 điều. Không được nhắc lại chuyện cũ nữa, không được hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi, càng không được chặn tài khoản cá nhân của tôi, được không? Những cái khác thì được, khôi phục quyền tự do cá nhân của em thì không được. Tại sao chứ? Em nói xem là tại sao? Là vì tôi làm Nhan Thiên Kiều bị thương. Nhưng đó đã là sự thật rồi, lẽ nào cả đời này tôi đều không thể ra ngoài sao? Em có thể ra ngoài, nhưng giờ thì không được. Tôi muốn bảo đảm em an toàn. Vậy khi nào thì có thể giải quyết Nhan ra, đuổi Thẩm Nhất